xin cho tông son trường. Xì lê xa. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo họ. Dễ các em ạ. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo hà. Hát thử coi, 2, 1. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo hà. Vỗ tay lên. Thật là vui. 1. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo học. Chưa nhuyễn hát xong mà nó thấm vào mình rồi. Ôi, tôi nó vươn lên. Thật là vui. 2, 1. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em xin năm chăm chỉ theo hà. Có thêm một chút nữa ha, thêm phiên khúc nữa. Bây giờ hát điệp khúc rồi cha hát cái câu phiên khúc, em rap vô nha. Thật là vui vỗ tay lên. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo học. Học với Chúa, học yêu thương anh chị em. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường chưa dậy, tiếng trống đã vang xa. Thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo hà. Cha rất vui hôm nay khi thấy các em đi tham dự thánh lễ thật đông. Và như thế ngày Chúa Nhật tươi mới, ngày Chúa Nhật em yêu, ngày Chúa Nhật mà em đi tham dự thánh lễ rồi em học giáo lý. Giáo lý trường Chúa dạy, học với Chúa Giêsu. Học với Chúa Giêsu có nghĩa là học yêu, yêu Chúa, yêu anh chị em của mình. Và từng bước một, những lời của Chúa Giêsu sẽ thấm đẫm cuộc đời của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta biết luôn luôn lan tỏa tình yêu. Và như thế tình yêu khi con giang tay, con giống như cây thập giá. Khi con chắp tay, thập giá như đang nở hoa. Và khi con hân hoan
thì Thánh Thần Chúa thúc đẩy con đi, đi thật xa để loan báo tin vui, tin mừng của Chúa. Và quả thật hôm nay thật ý nghĩa khi mà các anh chị giáo lý viên cùng với cha phó khai giảng năm học mới với lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và cũng như Đức Mẹ mở lòng ra để đón nhận tin vui Sứ Thần Chúa truyền tin cho Đức Mẹ. Một cô gái đơn giản, tôi là Maria, nơi đồng thôn Cô Quạnh. Chính nơi ấy cô đã gặp Sứ Thần. Cô trông thấy Sứ Thần bằng mắt thịt. Cô vui mừng và cô đón nhận tin vui. Và tin vui ấy không dừng lại nơi cô Maria, mà tin vui ấy tiếp tục. Maria vội vã lên đường để đem tin vui đến cho mọi người. Chúng ta rất vui mừng. Và như vậy trường Chúa Dạy hôm nay quy tụ các em đến đây để tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ có một chầu, chầu sữa đậu nành mà bà Cố Thu cũng như là Caritas Hà Đông sẽ thiết đãi các em. Sau lễ các em bước ra cửa là nhâm nhi sữa đậu nành. À, vỗ tay cảm ơn Caritas. Và Caritas ăn nên làm ra sẽ có tiền để mà giúp đỡ những người cơ nhỡ, những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Và không những thế, cộng thêm, ép thêm các em thiếu nhi Hà Đông nữa. Cho nên dần dần Caritas sẽ lo cho các em được thức này thức kia. Cho nên rất là vui mừng. Và mọi người hỗ trợ vô. Các phụ huynh thấy con em được chăm sóc, chúng ta góp phần vào. Và như thế các em thiếu nhi Hà Đông được chuyển nở, được lớn lên. Và như thế thật là vui. Hay một, thật là vui khai giảng năm học mới. Trường Chúa Dạy tiếng trống đã vang xa, thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo học. Học với Chúa, học yêu thương anh chị em. Thật là vui khai giảng năm học mới. Trường Chúa Dạy tiếng trống đã vang xa, thúc giục em siêng năng chăm chỉ theo học. Cảm ơn.